Rồi em xin được làm một video về cặp loa gọi là siêu đẹp nhé, siêu đẹp của dòng loa nghe nhạc siêu tuyển chọn. Cặp loa này theo yêu cầu của các khách ở trong miền Nam. Đây các bác cùng xem này. Cặp loa này em đã là hàng loa tuyển chọn thì các bác biết rồi, em rất kỹ nhá. Đấy, hàng bao đôi mới có một đôi nó siêu đẹp này. Nếu mà nói để đi thi hoa hậu thì đây nó là đẳng cấp rồi các bạn, chắc chắn là sẽ đạt giải thôi. Đấy, hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó gần như là mới luôn. Đấy, bác bóc lốt thế này sao nó đẹp, và bác cắm con âm ly đấy từ cái căng nhất của nó này các bác nhá, đẹp đến một từ và không có gì để tả nữa. Xuất sắc. Đấy, em sẽ cho bác Bình bóc từng chiếc là một này, để mời các bác xem và chiêm ngưỡng cái tuyến loa nó đẹp đến không một điểm trừ luôn các bác ạ. Vân đều chứ. Các bác thấy không? Cái này rất là đều đến xuất sắc luôn. Đấy, cực hiếm luôn nhỉ. Nếu mà nói cặp loa này tuyển toàn diện. Cặp loa này để các bác nào chơi ở dạng siêu tầm nhá. Đấy, nó không phải loa đắt tiền đâu nhưng mà nó siêu tầm ở cái độ đẹp. Nó đẹp đến khó tả luôn các bạn. Đấy, các bác cùng xem này. Hai bát đều nhau chằn chặn luôn. Đấy, đối xứng nhá các bác nhá. Một từ mướt mượt mượt luôn. Từ tem các thứ từ đằng sau nhá, từ góc cạnh của nó này, em quay cho các bác xem và chiêm ngưỡng này. Đấy. Đây. Đây viết trắng trắng này là sơn ở bên nước ngoài nha. Đây, quay cho các bác xem cái độ chi tiết nó tuyệt đỉnh của cặp loa Nhật Bản Filler i7. Cặp loa được đứng trong top đầu của dòng loa bát 25 để nghe nhạc nha các bác nhá. Rồi, các góc cạnh các chỉ này em đã chạy keo cho các bác tí. Đấy, chạy rất đẹp nha, không nhìn thấy keo. Chạy để cho các bác cứng cáp. Cái này các bác thấy độ đẹp đến siêu tuyển chọn luôn. Đấy, em quay kỹ và chi tiết này là các bác đã đủ biết là cái đôi loa này không có đối thủ đâu các bạn. Đấy, nếu muốn tìm được một cặp loa kể cả như Ngọc Quang kỹ như thế, kỹ như này mà muốn tìm một cặp loa nó đẹp bằng như này cũng rất là khó. Nói về tuyến loa thì có thể là đẹp nhưng nói về thùng vách thì các thứ thì chắc chắn là khó tìm được. Đấy, vì em nhập loa là em tuyển những cặp rất đẹp nhưng cái này nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Cặp loa này mà các bác không alo nhanh thì khi em quay lên video này sẽ bay ngay. Đương nhiên cặp loa này nó giá nó sẽ nhỉnh hơn những cặp loa cũng tuyển chọn khác vài trăm nghìn thôi. Đấy, nói chung là cặp loa nó là siêu tuyệt. Sau đây mời các bác thưởng thức một đoạn nhạc nhé. Em tiện em thử vào con âm ly Kali này. Nó về độ hay ấy, thì nó không thể nào bằng thử vào những con âm ly Nhật, nhưng mà em tiện em thử luôn để các bác thưởng thức một đoạn nhạc nha. Nó không đúng thôi. Đoạn nhạc bất kỳ nha. Đây, toàn ca nhạc trẻ con. Ca nhạc người mẫu. Đây rồi, mở bất kỳ nha các bác nha. Đấy. Bánh với kèm một chút. Về khi anh về quê em
Vâng, rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Cái điều quan trọng là cái độ đẹp em quay chi tiết, chứ còn chất âm của cặp loa này thì không phải nghe thử nhiều các bạn, vì em test rất nhiều cặp loa Pure i7 như thế này rồi. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi.